cũng rất là vinh dự được trở thành đơn vị hosting cuộc thi Mr. World tại Việt Nam. Và chúng tôi mong rằng là Nam Vương của đêm nay, Mr. World Việt Nam đêm nay sẽ thật sự tỏa sáng tại cuộc thi Nam Vương Thế Giới. Ai về miền đất phương Nam cho tôi nhắn gửi, chứ cho tôi nhắn gửi bao niềm nhớ thương. Mr. World Việt Nam, Nam Vương Thế Giới Việt Nam 2024 234 Đinh Ta Bi, Võ Minh Toại, Phạm Tuấn Ngọc. Danh hiệu Á Quân 2 Mr. World Việt Nam 2024 234 Đinh Ta Bi. Congratulations to Đinh Ta Bi. Mr. World Việt Nam 2024 is